Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Trừ Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác, biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh, đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào, diễn viên Lồng Tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Dân, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân, kỹ thuật Lồng Tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Cải Xanh Lớn Muộn. Anh về rồi. Anh về rồi hả? Ăn cơm đi. Ba có làm món sườn cừu hầm đó. À phải, Tử Ni đâu? Không phải nói về chung với hai đứa sao? Dạ phải, vốn là như vậy. Hôm nay lúc tan sở xảy ra một chuyện kỳ lạ khác hẳn tính cách của Mã Tử Ni. Anh Cường. Trấn. Xe của em hư rồi, anh đâu cần đặc biệt tới đón em. Em đâu có bị hư. Thì tiện đường anh đi giao hàng gần đây thôi mà. Phải rồi, Tử Ni đâu, tan sở chưa? Thì ra không phải tới đón em mà là Tử Ni. Đúng là người cha tốt mà. Từ khi Tử Ni ra ngoài làm việc, anh rất ít khi có dịp đón nó. Nên anh cố tình tới đón nó tan sở để cha con có dịp nói chuyện trên đường về thôi. Tử Ni. Chào, chúng ta đi trước bye nha. Bye bye. Cảm ơn. Bye bye. Đi thôi. Con nghĩ là con phải đi theo cổ. Con không về nhà. Con chỉ nhớ ra có chuyện vậy chưa có bàn xong. Con sẽ đi xe buýt về. Hai người cứ về trước đi nha ha. Bye bye. Chị không thấy thôi. Lúc đó anh Cường đành chua xót nhìn theo bóng của Tử Ni đó. Làm gì có chứ. Nhưng mà Tử Ni bình thường ra ngoài mua kem cũng đòi người ta đưa nó đi. Thì đúng. Gần đây nó hơi kỳ lạ. Nhưng mà em không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Có phải là dạo này Tử Ni hay mặc đồ đẹp, từ đầu tới chân đều là tông xùy tông? Đúng đó, con nói như vậy má cũng cảm thấy là đúng. Dạo này Tử Ni ngày nào cũng kêu con dậy chọn giúp cho nó mặc đồ. Thắc mắc đã được giải đáp. Tử Ni muốn học Richard làm điệu. Con thật quá đáng đó nha, dám nói cháu mình như vậy nữa. Nè, hồi nãy khi con đi đón Tử Ni là lúc mấy giờ? 6:40. Sao con hỏi chuyện này? Hèn chi là vậy. Nè cô Út, cô biết được chuyện gì hả? Hèn chi mà hai người không đón được Mã Tử Ni. Nè, vậy thì tốt. Bây giờ có thể nói về chuyện Mã Tử Ni. Tôi muốn một ly mocha lạnh, cảm ơn. Cô mocha uống nóng ngon hơn đó. Vì hương vị của sô-cô-la sẽ nồng hơn. Hơn nữa lại không ngọt bằng mocha lạnh. Vậy cho tôi một ly tôi uống thử. Ok. Cảm ơn. Cô cô muốn dùng gì? Cho tôi một ly cappuccino, thêm chút sữa, tách kem. Cô bọt đánh ra từ sữa tách sẽ rất là bông. Hơn nữa rất là khó uống đó. Vậy sữa bò bình thường đi. Nếu vậy tôi sẽ ghi order là ít sữa nhiều kem, bớt béo có được hay không? Được, cảm ơn anh. Cảm ơn. Nhân viên mới tới có tài ăn nói ha. Phải đó, thuyết phục rất khéo. Tới Alex còn nghe lời của cậu ấy nữa. Cậu ấy đúng là không có đơn giản. Trên Mã. Cảm ơn cô. Nhìn thấy quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi. Cậu ấy được đưa từ tiệm cà phê Á Dực về. Tiểu Cát sao rồi? Tiểu Cát được đưa về Thùy Giá Táo Đầu nè. Thì ra cậu ấy từng làm ở tiệm cà phê. Hèn chi mà chuyên nghiệp như vậy. Mới đây cậu ấy còn thi được lấy bằng SCAE để dành cho người pha cà phê chuyên nghiệp. Nghe nói cái đó khó lấy lắm. Nói đúng. Không ngờ quán cà phê của cô là nơi ngọa hổ tàng long. Bọn không biết hả? Mã Tử Ni, cho anh Mã bên kia. Bà cô. Con nhỏ ham ăn. Kêu cái gì? Qua đây ngồi nè. Ngồi đi. Chào chú Trang. Anh Hữu, luật sư Nghiêm, Tình Tình, luật sư Doãn. Không cần dài dòng, ngồi đi. Chú kêu cho con gà nướng ướp mật ong mà con thích nè. Con kêu giám đốc ôm làm riêng cho một tô cá. Nghe tới món ăn không nghĩ cô là con gái đâu. Công nhận là khẩu vị của cô giống y như là con trai vậy đó. Hôm nay em muốn ăn xà lách. Xà lách?
Thường ngày cô đâu có thích ăn xà lách chứ. Đúng, con thích nhất là cảm giác cái miệng toàn dầu mỡ mà. Con còn nhiều văn kiện để coi, không làm phiền mọi người nữa, con qua bên kia ngồi. Tiểu Dân à, làm ơn. Sao lại qua bên kia ngồi? Cappuccino đã pha xong chưa? Dạ xong rồi. Để mocha ra luôn đi. Dạ biết. Không thèm ăn món bình thường, thích ăn nhất là rau cải thịt kho. Ăn cà chua thôi mà giống như tiểu hoa vậy. Sao tự nhiên Tracy làm cái việc khác với sở thích của mình vậy? Muốn nghe sự chú ý tới người khác đó. Lạ vậy. Như là người này nè, tự cho mình là thông minh. Không được, phải coi kỹ lại đã. John, hử? Sao sớm vậy? Chưa tới 8 giờ. Tôi lo là cậu cực khổ cho nên mới tới giúp một tay. Ừ, cũng được, riêng ở bên đó, cậu tự nhiên đi. Tôi không phải tới chơi, tôi tới giúp thiệt mà. Có phải là John thiệt không? Nói mau đi. Cậu đang tưởng tượng hả? Cái gì mà không phải tôi? Còn tài liệu chưa làm, đưa đây. Thông minh. Qua đây. Tài liệu chính là điều tra tình hình bạn bè của Mã Tử Ni. Tracy, cậu và Tử Ni là bạn, cũng thường lên mạng để nói chuyện mà. Tuy cậu là cháu của cậu, nhưng không có nghĩa là tôi phải nói chuyện riêng của cậu cho cậu biết đâu. Cậu thừa nhận Tử Ni có tình yêu có đúng không? Chiêu này của cậu gọi là mua đồ dẫn dụ nhân chứng khai gian. Tôi là luật sư đối phương, tôi phản đối. Ê, tôi xin lỗi, xin lỗi. Vậy á, nè, khi cậu và Tử Ni nói chuyện, nó có để lộ chút dấu vết gì là đang cùng người nào hay không vậy? Tôi sẽ không thỏa mãn trí tò mò của cậu đâu. Tôi không phải là đang tò mò. Hữu à, Tử Ni là cháu của tôi, tôi lo nó bị người ta gạt. Lỡ như có chuyện gì á, tôi chết đi, đâu còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông của nhà họ Mã nữa, cậu hiểu không? Nhưng Tracy không thích điều này đâu. Có một thứ kêu là mưa dầm thấm đất. Nè, người này có cái đích đem gọi là con trai của Harley. Con trai Harley là gì vậy? Tôi không dám khẳng định, nhưng mà con trai của Harley đăng bài báo nào mới thì cô là người đầu tiên like đó. Nhưng con trai Harley là ai chứ? Làm sao tôi biết chứ? Nè, nó online kìa. Tới lúc Mã Tráng này thử hắn rồi. Tại sao các vì sao lại sáng? Thì tự mình lên internet để hỏi đi. Thằng nhóc này cũng kêu căng thiệt á. Mấy cái chuyện này còn hỏi thành viên cấp một như tôi là lộn người rồi. Hơn nữa người ta là người thích thiên văn, cho cậu cả đường lên để tìm. Như vậy lịch sự quá rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Cậu hỏi đi. Ba cô Úc. Không cần tìm nữa, ông nội con đi chơi rồi. John Mã thì đã hẹn với bạn đi ăn lẩu. Nói đi, có chuyện gì? Con có một người bạn mà cổ thì lại thích một người con trai. Bạn hả? Nó hỏi con làm sao để gây sự chú ý của người con trai đó. Thì ra là đang có người nghĩ tới thằng Hào hả? Dạ phải đó. Sao bà cô lại biết vậy? Thôi chết, con lộ rõ như vậy sao? Không rõ, ngay cả John Mã tự cho mình là quan sát rõ còn chưa biết. Vậy bà cô biết từ lúc nào? Cái hôm mà con đón bà cô tan sở tiệm cà phê Á Dục á. Vậy là đã bị bà cô phát hiện rồi. Thật ra lúc đó mới đoán được phân nửa thôi. Sau đó là vì con không chịu ngồi xe của ba con và bắt đầu ăn xà lách. Nhận một đơn đặt hàng của tôi được không? Bà cô Út, ngày mai đem hàng tới hả? Ok. Con trai của Harley. Xin lỗi, tôi quên chưa có đăng xuất. Ok. Xin lỗi cô nha. Nhưng mà lúc đó con đâu có làm cái gì. Nhưng con đã nhìn cậu ấy giống như trúng phải tên. Bà cô hiểu.
Cậu ấy rất đẹp trai. Con đâu phải là mê ảnh gì ảnh đẹp trai đâu. Con chỉ thần tượng con trai của Haley ở trên mạng tinh tinh mà thôi. Ảnh rất là am hiểu về thiên văn. Rất là có ấn tượng. Hình như cậu ấy học vật lý thiên văn ở nước ngoài. Vậy tại sao ảnh lại quay về Hồng Kông, lại còn làm ở tiệm cà phê Á Dực? Nè, cậu ấy học ngành đó làm sao có việc làm ở Hồng Kông? Bà cô à, bà có cần nói như vậy không? Bà có biết mơ ước là gì hay không? Bà cô chỉ biết là cậu ấy nói muốn ra nước ngoài học thêm một khóa dạy pha chế cà phê. Nói đi là đi liền, có lẽ gia cảnh khá tốt, không cần phải lo. Vậy bình thường ảnh như thế nào? Ảnh thích những cái gì? Bà không có biết, bà chỉ biết cậu ấy không thích con gái. Hả? Vẫn là gay hả? Không, nói đúng thì cậu ấy không thích kết bạn với lại phái nữ. Cô thấy có mấy cô gái xinh đẹp lấy cớ là uống cà phê để tới ngắm cậu ấy, nhưng cậu ấy đâu có để ý. Có lẽ là ảnh muốn dịnh dàng giữ ngọc. Bộ điên hả? Đàn ông con trai ai mà dịnh dàng giữ ngọc. Nhưng mà cũng thiệt là kỳ, giờ giải lao lúc nào cũng ôm cuốn sách ngồi đọc không nghỉ. Cô nghĩ nó là người trí thức khó giới tới. Nè, không cần phải lo. Con khác với những cô gái khác, hai đứa có cùng một sở thích. Bây giờ nó lại tới thì giá táo đầu, con lại gần đó, lợi dụng ưu thế đi. Hả? Nhưng mà... Không cần nhưng mà. Thích người ta thì phải dũng cảm tấn công. Con còn trẻ, cùng lắm là bị từ chối, đâu có chết. Con là bà mất mặt lắm hả? Đâu có. Đừng có ăn nữa. Phải làm như vậy thiệt sao? Mau xin số điện thoại trước đi. Ừ, chết thì chết. Xong rồi. Cảm ơn anh. Cho tôi xin số điện thoại của anh đi. Tôi không hiểu rõ cà phê lắm, muốn xin của anh để hỏi. Của cô nè. Điện thoại của công ty. Chào mừng cô gọi tới công ty trong giờ hành chính. Bất kỳ đồng nghiệp nào của công ty đều có thể giải đáp bất kỳ thắc mắc của cô về cà phê. Cảm ơn anh. Đi đâu vậy? Chị Quắc xinh đẹp như vậy mà ảnh còn không thèm nhìn. Sao có hứng thú với con được? Con làm gì đây Tử Ni? Chưa thử mà muốn chạy hả? Ừ. Dũng cảm lên. Tử Ni, nè, qua đây ngồi đi. Anh Hữu. Đêm qua tôi xem bài của cô đăng trên mạng tin tin. Hình thái dân đồng của chòm sao chức nữ, quan điểm về vụ nổ mới của vụ đồ hay lắm đó. À, thiệt hả? Cảm ơn. Không ngờ cô viết bài hay như vậy ha. Cà phê đi. Tôi đâu có kêu cà phê. Là tôi mời cô. Chú à, chú khẳng định mà Tử Ni đã thích anh Hào sao? Đâu có giống như là cái gu của nó đâu. Mỗi khi thằng Hào mời Tử Ni uống cà phê, mắt của nó bừng sáng lên đó. Cố quá. Nhân viên của cô mà, cô nói coi. Điền hả? Nói cái gì mà nói, suốt ngày nó bậy bạ không à. Cố bà, Tử Ni có nói với cô hay không? Có nhắc qua. Chắc nó còn lúng túng chưa dám nói với em thôi. Xem xét kỹ thì thằng Hào cũng gọn gàng sạch sẽ, với lại cũng lịch sự lắm. Vậy hả? Anh à, yêu cầu của anh á xuống thấp vậy sao? Thằng Hào chỉ là nhân viên pha cà phê. Nè nè, người ta pha cà phê có lỗi với con hả? Học vấn rất cao đó. Học vấn cao, sao lại đi pha cà phê? Con không coi báo hả? Cử nhân tốt nghiệp loại U thì cũng đi xe buýt. Nó là người rất là nhiệt huyết và có ước mơ. Đặc biệt là đi Italia thi lấy bằng cà phê tiêu chuẩn quốc tế. Nếu không phải là cô mở miệng mượn người thì anh giờ cũng không có cho nó đi đâu. Anh muốn giữ nó ở lại để cầu khách nữ. Hả? Nói tới nói lui thì dựa vào mặt đẹp trai sao? Xưa nay mấy người lo lắng là Tử Ni nó sẽ bị ế. Bây giờ tốt rồi, có mục tiêu để phát triển. Nói tới việc phát triển còn quá sớm đó. Mọi người nói nó rất lạnh lùng, đẹp như hắc miểu miểu còn bị nó làm ngơ nữa đó. Nè, con trai cứu cô ấy dành như vậy hả? Bình thường năng suất làm việc của con đâu có bao như vậy chứ. Ừ, Tử Ni là người nhà của mình, con phải quan tâm nó chứ. Không đúng đâu chú, hồi nãy chú nói là anh mời Tử Ni uống mà. Nó mời Tử Ni uống cà phê có nhiều nguyên nhân lắm. Tâm trạng không vui, hoặc là dư một ly, cũng có thể là nể cô Út, cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Ê nè, con không có đồng ý. Cũng có thể là cậu ấy có cảm tình với Tử Ni, cũng đâu có gì lạ chứ. Tử Ni chúng ta vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Đương nhiên rồi, đứa con gái nào trong mắt mẹ của mình á, lúc nào cũng xinh đẹp như Tây Thi vậy. Anh cũng kỳ quá. Tử Ni về rồi.
Nè, về cái chuyện tình cảm của nó, cứ để cho nó phát triển tự nhiên đi. Ừ. Ừ. Con về rồi. Ê, Tử Ni, qua đây. Tử Ni. Chuyện gì? Ừ, đi uống cà phê vậy hả? Cái gì cà phê? Con làm thêm giờ đó. À, Tử Ni à, con có thêm bạn mới hả? Nếu phải con có thể mời bạn về nhà ăn cơm hả? Bà cô Út. À, không liên quan tới bà cô, hỏi cho anh Mã đi. À, Tử Ni à, này, con ăn cơm chưa? Hâm nóng lại cho con ăn ha. À, Mã đi hâm đồ cho con. Con đi rửa tay. Rửa tay đi, quá gì nè. Rửa tay đi dọn cơm. Hôm nay có nhiều món ngon lắm á. Cũng không có tệ đâu, lịch sự đẹp trai. Nè, má coi ảnh chú Tâm pha cà phê kìa. Hơn nữa, còn vẽ qua lá cành cho khách, không có tệ. Mới nhìn một lát, không có chứng minh được gì. Đâu phải đâu, anh thấy cậu ấy làm gì cũng siêng năng lắm mà. Chú nhìn coi, tới đôi giày đi cũng bóng loáng luôn kìa. Chứng minh chuyện gì cũng làm việc rất là kỹ lưỡng. Đúng rồi, rất là được. Đúng rồi, đúng rồi. Bình thường em như vậy, chỉ nói em thích bề ngoài. Căn cứ theo thống kê, đẹp trai lịch sự có nghĩa là gì? Là gây đó. Chú này, quan điểm phiến diện quá. Ủa? Ba. Ba, sao ba ở đây vậy? Ba không tới đây thì không biết mấy đứa nhiều chuyện như vậy. Ba đã kêu đừng có nhiều chuyện rồi mà. À, xin hỏi Tiger, ba tới đây làm gì? Ba không hề cố ý tới đây, mà ba hẹn với ông Hình và ông Báo tới đây thôi. Chú Báo và chú Hình. Ồ. À, nè, hình như có không tin ba có phải không? Ba đừng có ôm, coi con biểu diễn. Đăng ký. Tại sao mọi người ở đây vậy? Tử Ni à, ông không... Ông nội, tới ông cũng vậy nữa. Trời ơi, mọi người đi hết đi, đi đi. Đi đâu, hả? Chú chưa có ăn mà. Ăn cái gì mà ăn đi, chú mau lên đi, mau, nè, mau đi. Tử Ni à, dạ, dạ, dạ. Ủa? Tử Ni à, Tử Ni. Tử Ni. Nè, Tử Ni sao vậy? Sao không vậy? Không không, bên kia giờ lắm, qua bên này ngồi đi ha, qua bên này đi. À. Thôi chết rồi, bây giờ tính sao đây? Bị mất mặt trước người mà mình yêu thích cần thời gian để nguôi ngoai. Hay là để con đi ra tiệm mua kem trân châu cho nó uống rồi dụ nó. Mấy người làm ơn đừng có làm phiền nó. Tụi con chỉ muốn Tử Ni vui vẻ một chút mà thôi. Nếu mấy người không phải nhiều chuyện thì bây giờ đâu có phải cực khổ. À, cô Út à, cô chưa có làm qua cha mẹ, cô không hiểu đâu. Nhưng bà lại hiểu rằng năm đó vì bà muốn bảo vệ cho con, mới không cho thằng Cường được phép yêu con khi còn đi học. Và em gái làm bạn với ai bà cũng không kiểm soát. Bà muốn bảo vệ cho tất cả mọi người được yên tâm khi còn đi học. Kể cả thằng Kiện cũng vậy. Kết quả là biến trâu là thành trâu què. Bà, đạo lý này thì con hiểu. Nhưng con phải dương mắt lên nhìn con bé té mà không đỡ nó dậy sao? Vậy thì các con có theo con nhỏ cả đời hay không? Nhất là Tử Ni nó lại kiên cường hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nó nhất định sẽ đứng lên được đó. Gia đình của chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh nó mỗi khi nó bị tổn thương và cho nó một tấm bình phong, như vậy là đủ rồi, đừng nghi ngờ gì cả. Alo, cô đọc xong chưa? Cái gì mà đọc chưa? Con trai của Haley đã hồi đáp bài viết của cô rồi. Còn người ấy có thể dùng máy quan sát điểm đợi vũ trụ để bổ sung thêm bài viết của cô thì là không thể tin được đó. À, đúng hả? Bài viết của cô đã gây sự chú ý của con trai Haley. Tôi nghĩ chắc là ảnh không ngờ trong thế giới ảo ảnh có thể tìm được người có thể nói chuyện về vật lý thiên văn hợp với anh như vậy đó. Xin lỗi nha, do bếp lò của chúng tôi bị hư cho nên đồ ăn bị chậm một chút. Nhưng mà đồ ăn của cô sắp xong rồi. Ừ, được. Đợi một chút. Cảm ơn. Mời cô uống. Lần trước tôi lấy tư cách là nhân viên của tiệm cà phê để mà mời cô. Nhưng mà lần này tôi sẽ lấy thân phận là con trai của Haley. Thật ra tôi đã biết cô chính là người có nickname Tiểu Ni, là chủ thơ biết chậm sao chức nữ. Nhưng mà tôi không ngờ cô nghiên cứu về định luật Hubble. Cảm ơn cô tối hôm qua đã hồi đáp bài viết của tôi, khiến cho tôi có một cái nhìn mới.
Tôi tên Mã Tử Ni, Tracy. Tôi tên Hào. Ở đây có ghi số điện thoại của tôi. Nếu như có phát hiện gì mới, có thể điện thoại cho tôi. Được, không thành vấn đề. À phải, trong bài viết hồi đáp tối hôm qua của cô, có mấy luận điểm rất là mới mẻ. Cô khẳng định định luật Hubble được xây dựng trên cơ sở ánh sáng siêu tốc hay sao? À không, luận điểm đó thể hiện rằng vũ trụ đang ở trong quá trình mở rộng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng lý thuyết vũ trụ mở rộng dựa trên cơ sở của một nền tảng có nghĩ rộng hơn một chút. Thì ra nó là con trai của Harley kiêu ngạo. Con có thể nào bỏ lòng đố kỵ của con đi có được không? Đố kỵ cái gì? Cô không hiểu được đâu. Nghe lời của ba con đi, để cho chuyện tình cảm của hai đứa nó phát triển tự nhiên. Cô không nghe con nói à? Ai dám vô lễ với con đều phải trả giá. Tào lao. Tiệm cà phê điều động người làm một cách dễ dàng, nhưng mà nếu như nó là một công ty thì không đơn giản chút nào. Trong luật công ty mới sửa đổi sẽ có hiệu lực vào tháng 3 năm 2014, có quy định trách nhiệm pháp lý của chủ tịch và giám đốc ở trong việc điều chỉnh và việc thuyên chuyển nhân sự cấp cao của công ty. Hiện đây tôi cũng xin nhắc nhở cho mọi người, và cũng xin mọi người chú ý tới điều này, bởi vì luật mới sắp sửa ban hành vào năm sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.